Chiều ngày 10 tháng 11, các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Công, Bí thư Thành ủy Đông Triều, Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến dự, chung vui với nhân dân phường Bình Khê, thành phố Đông Triều trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong không khí vui tươi náo nức của ngày hội đoàn kết thắm tình quân dân năm 2024, đông đảo nhân dân phường Bình Khê, thành phố Đông Triều tề tựu về sân vận động của phường để chia sẻ niềm vui chung của ngày hội đại đoàn kết, niềm vui của một địa phương chuyển mình từ xã lên phường, đánh dấu một bước phát triển mới, khẳng định vị thế của một địa bàn năng động và tiềm năng trong lòng thành phố Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng Bình Khê mà còn là niềm tự hào của cả thành phố, của tỉnh, là thành quả của nhiều năm nỗ lực, cố gắng không ngừng của toàn thể nhân dân, cán bộ và cả hệ thống chính trị của phường. Tại buổi lễ, các đại biểu về dự đã cùng nhau ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Năm 2024, phường Bình Khê đã duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng đạt trên 14,9% với thu nhập bình quân đầu người lên gần 124,2 triệu đồng. Toàn phường đã duy trì hoạt động của 126 tổ dân cư đoàn kết với gần 3.000 hộ dân tham gia. Từng ngõ xóm, từng con đường, từng ngôi nhà đã trở thành điểm tựa tinh thần cho mọi người, nơi từng làng nghĩa xóm được vun đắp và củng cố. Tại ngày hội, cán bộ và nhân dân Bình Khê đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2025 với nhiều bước tiến mới, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm giữ vững danh hiệu phường văn minh hiện đại, nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng sống, không ngừng phấn đấu để xây dựng phường Bình Khê ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là một trong những phường phát triển tiêu biểu của thành phố Đông Triều và của tỉnh Quảng Ninh. Tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc, là động lực để phường vượt qua mọi khó khăn phát triển bền vững. Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc với nhiều chương trình văn nghệ thi đấu thể thao. Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong cộng đồng, khu dân cư, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gắn bó quân dân, tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần hứng khởi và khí thế thi đua trong nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, giữ vững những thành tựu phát triển của tỉnh và địa phương.